đánh giá chi tiết Hyundai Creta 2022 thế hệ hoàn toàn mới và giá bán ưu đãi. Hyundai Creta 2022 được giới thiệu là thế hệ thứ hai và được thiết kế tinh chỉnh dành riêng cho thị trường Đông Nam Á và Trung Đông với những đặc điểm, trang bị kỹ thuật phù hợp, tối ưu. Hiện tại Hyundai Creta được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Hyundai Indonesia và cũng sẽ sớm được sản xuất lắp ráp tại Việt Nam năm 2023 sau khi nhà máy Hyundai thành công số 2, HTMV2, hoàn thiện và đi vào hoạt động hyundai krita là mẫu xe thành công của hyundai tại khu vực châu á điều này thể hiện qua hàng loạt các giải thưởng như xe của năm tại ấn độ giải thưởng xe có chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất của j j power krita luôn là top những mẫu suv bán chạy nhất tại ấn độ cũng như một số thị trường nam mỹ với việc ra mắt thế hệ mới này hyundai krita đem tới cho thị trường việt nam một mẫu xe ấn tượng cá tính an toàn bậc nhất Giá xe Hyundai Creta 2022. Giá xe Hyundai Creta trải dài từ gần 620 triệu đến 730 triệu với 3 phiên bản, phù hợp với rất nhiều mục đích sử dụng khác nhau, ngoại thất trẻ trung, năng động. Hyundai Creta 2022 có kích thước tổng thể dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.630 mm, giúp việc di chuyển trong đô thị rất linh động, dễ dàng xoay trở. Phiên bản 2022 của Hyundai Creta được mệnh danh là tiểu tắc sừng. Nhìn từ trực diện, Creta 2022 khiến khách hàng liên tưởng đến ngay đàn anh sần 2022 thông qua bộ lưới tản nhiệt tràn viện tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Hai cụm đèn LED ban ngày cũng có thiết kế tương đồng với các họa tiết trong lưới tản nhiệt được hãng xe hàng đặt tên Parametric Hyderabad Line. Khi xe chưa khởi động, đèn daylight như một mảnh ghép liền mạch với mặt ca lăng tạo cảm giác đầu xe rộng hơn thực tế. Cụm đèn trước dạng LED có thiết kế hai tầng độc đáo và nằm tách rời với đèn ban ngày, nhìn sang phần hông, Rita 2022 toát lên vẻ trẻ trung, thời trang với phần mái và trụ xe sơn đen tương phản với màu thân xe. Nâng đỡ cho toàn bộ khung gầm là bộ vành hai tôn màu kích thước 17 inch có cấu trúc khá cầu kỳ, bắt mắt. Đi kèm là bộ lốp dày có thông số 215, 60R17 góp phần mang đến khả năng vận hành êm ái. Phần đuôi xe Krita 2022 trông khá bệ vệ khi hai bên hông được làm nhô ra. Cùng đèn hậu LED đồ họa 3D có thiết kế tách rời lạ mắt tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phía trên là cánh lướt gió cỡ lớn góp phần cải thiện tính khí động học. Cản sau được bổ sung thêm phần ốp viền màu bạc mang đến cái nhìn cứng cáp hơn, màu sắc huyên đài Krita 2022 hiện tại Hyundai Krita 2022 đang phân phối tại thị trường Việt Nam được đang phân phối với 8 màu sắc gồm bạc, đen, đỏ, đỏ đen, trắng, trắng đen, xám kim loại, xanh. Nội thất thoáng đẳng, tiện nghi, tương tự như ngoại thất, khoang nội thất của Krita 2022 cũng có những thay đổi lấy cảm hứng từ đàn anh Tucson 2022, khám phá khoang lái khách hàng sẽ ấn tượng ngay với vô lăng mới đa chức năng hai chấu giống trên tắc sần 2022. Grita 2022 hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thú vị khi được tích hợp hai lẫy chuyển số, phía sau còn có màn hình màu LCD 10,25 inch cho phép thay đổi nhiều giao diện tùy theo chế độ lái. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da, trong đó hàng ghế trước có tính năng thông giá đắt giá mang đến trải nghiệm cao cấp, thoải mái, xe được trang bị sưởi và làm mát hàng ghế trước ga tự động thông minh, giới hạn tốc độ, phanh tay điện tử và ô tô hôn, cảm biến áp suất lốp. So với thị trường nước ngoài, xe thiếu cửa sổ trời, sạc không dây và núm xoay chuyển 4 chế độ lái. Krita 2022 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh phục vụ cho cả hai hàng ghế mang đến không gian thoáng đẳng hơn. Thông thường, trang bị này chỉ xuất hiện trên phân khúc SUV cỡ C cao cấp hơn. Hyundai Creta 2022 có gói công nghệ an toàn nâng cao Hyundai Smart 10, nhưng các bản cấp thấp chỉ có tính năng theo dõi áp suất lớp và màn hình hiển thị camera sau, trong khi các bản cao có thêm hỗ trợ tránh va chạm chủ động. Hỗ trợ tránh va chạm phía sau, cảnh báo mở cửa xe thiếu an toàn và cảnh báo có người ngồi hàng ghế sau khi khóa cửa. Riêng bản cao nhất có thêm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làng và chuyển làng cùng đèn pha thông minh, tiện nghi, hiện đại, đa dạng. Hyundai Creta 2022 được trang bị dàn điều hòa tự động một vùng kết hợp cùng cửa gió hàng ghế sau. Với không gian nhỏ gọn, mọi hành khách đều được làm mát tối ưu. Nếu đổ xe ngoài nắng lâu, chủ nhân có thể khởi động xe từ xa thông qua ứng dụng Hyundai BlueLink trên smartphone. Bên cạnh đó, Creta 2022 còn có hệ thống lọc khí giúp mang đến không gian trong lành cho khoang cabin. Danh sách hệ thống giải trí trên xe gồm có màn hình cảm ứng 8 inch sạc điện thoại không dây học làm lạnh dàn loa boss 4 đến 8 loa chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm động cơ vận hành bên cạnh đó lần đầu tiên trong phân khúc gói an toàn chủ động được trang bị trên một mẫu xe bSUV đó là hệ thống smart Stand trên krita hệ thống này sử dụng camera phía trước để nhận biết tình hình giao thông đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn gói an toàn SmartStand trên krita bao gồm hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau EROCCA. Tại Việt Nam, Hyundai Creta được Hyundai thành công phân phối với 3 phiên bản, tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, cùng 6 màu tùy chọn, trắng, đỏ, đen, bạc, xám kim loại, xanh dương. Phiên bản cao cấp có thêm lựa chọn hai màu ngoại thất, hai tôn, mới mức giá thêm 5 triệu đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.